Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại tận 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. Castle Grim 3D. Start game. Let's go. Level up. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Traffic Reader. Let's go. Ok. Đường này thì các bạn đâm cái là các bạn phải trở lại được rồi. Phần này là phần các bạn lấy tốt xem được bao nhiêu điểm. Rất là đông xe luôn. Lát bên này nào. Oh man, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Custom 3D. Start game. Get ready.
Let's go. Get ready. Bay rồi. Wow. Bọn này bay trước. Whoa, whoa, whoa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CR Rushing 2. Đây là một tựa game 3D rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và xe rất là đẹp. Let's go. Go, go. Đã tiền để mua một con xe VIP hơn và sau đó nâng cấp cái xe của mình thật là ngon. Xe này thì đơn giản thôi, một phát là vượt luôn. Oh man, ngon. Thêm 4.000, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Fast 8. Yeah.
Let's go. Map này rất là đẹp luôn. Quiet trick các bạn ạ. Cửa đóng cửa mở. Yeah, ok. Cứ đi thẳng thôi. Bắn bổ xuống đây rồi. Wow, man. Wow. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Upright River. Level 1, ok. Mình sẽ về ngược lại đó một chút. Vướng rồi, không biết vướng chỗ nào đây. Thẳng tắp ấy, rất là đẹp. Mà lại không đi được chỗ nào. Oh my god. Lại rồi, bắt buộc phải lại của này xem. Thank you.
Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Traffic Storm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. DR Driving 2, let's go. Các bạn chỉ cần đâm vào một cái gì đó thôi là các bạn thua ngay. Yeah, let's go, point on. Giới hạn có 30 km thôi. Còn khi các bạn qua cái giới hạn đó thì các bạn phi thoải mái thôi. Đến tốc độ 90-120 đều tùy, đều được hết. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Lần vòng 2. Cái này sao nó vẫn chưa cho đua nhỉ? Rồi, mình vẫn phải đua cái này thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Afraid of You. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game lái xe bus cũng rất là hay. Let's go. Bây giờ các bạn phải đỗ ở kia để lấy khách, sau đó thì các bạn mới đi ra ngoài. Lấy khách mới đúng luôn. Đúng rồi luôn. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Go, go, let's go. Khách nhập vào rồi. Let's get started. Sau đó thì mình drive sẽ safe. Ra ngoài. Đường sẽ ở kia. Và đường để thoát ra đâu. Chỗ này không có là đường thoát này. Đâm thẳng ở đây. Wow. Mình phải đi ở đây xem có mở cái này không. À có mở. Ok. Rồi, bắt đầu các bạn đi theo cái đường trục màu đỏ này. Có cả tiếng nhạc nhá, rất là nhiều, đủ thứ luôn. Đó, các bạn có thể lái góc nhìn thứ nhất. Trò này rất là hay luôn các bạn nhé. Đây là một con đường khá là thẳng và khá là dài. Các bạn sẽ chở những hành khách này về quê. Ồ, còn bên này.
Oh my god. Đi theo cái map bản đồ ở BBS trong này. Nếu không thì các bạn có thể xem cam góc nhìn thứ ba. Rất là nhiều góc nhìn thôi. Đó, ok. Ồ, bị trừ mất ít tiền rồi. Đó, các bạn cứ lại đi như ở ngoài đời thật luôn. Khi các bạn nào vượt quá đèn đỏ một chút là các bạn bị trừ tiền. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.